Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đến hẹn lại lên, thời gian này, bà con làng nấm ấp Bầu Cối, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai lại tất bật chuẩn bị cho mùa vụ nấm Tết. Thời tiết diễn ra thuận lợi, giá nấm đang tăng dần lên, bà con nông dân hy vọng sẽ có một vụ thu hoạch nấm được mùa được giá để đón cái Tết sung túc, vui tươi, đầm ấm. Đây là cơ sở sản xuất phôi nấm các loại như bảo ngư, linh chi, nấm mèo. Với quy mô rộng hàng nghìn mét vuông của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ tại ấp Bầu Cối, xã Bảo Quang. Thời điểm này tại cơ sở có khoảng 20 lao động đang tập trung làm các công việc như đóng bịch, treo bịch, cấy phôi, vận chuyển tiêu thụ. Mỗi người mỗi việc, ai cũng làm việc khẩn trương, không khí diễn ra khá nhộn nhịp, hối hả. Còn mùa này là vào cái mùa thuần, mùa chín của bà con chỉ trông chờ vào cái mùa này thôi nên là người ta làm là rất là nhiều. Còn lại họ cũng trông chờ vào là cái giá cả nó cao hơn, cái số lượng gam nó vẫn cao hơn nên là ai cũng đổ xô vào để làm cái vụ này, với cái mong ước của bà con là ai cũng là mong muốn là cái giá nấm càng ngày càng cao để cho bà con họ có một cái Tết là được sung vầy hơn. Những ngày này, nhu cầu trồng nấm của người dân tăng cao, nhất là nấm mèo, trên cơ sở làm phôi nấm của gia đình cũng tăng hết công suất. Ngày thường, cơ sở sản xuất của chị Huệ sản xuất bình quân từ 7 đến 8 nghìn bịch phôi nấm một ngày. Nhưng dịp cuối năm, số lượng tăng gấp đôi, từ 14 đến 15 nghìn một ngày. Để đáp ứng nhu cầu của các trang trại làm nấm Tết trong vùng cũng như ngoài tỉnh. Vì vậy, ngoài các thành viên trong gia đình, chị còn phải thuê thêm khoảng 15 nhân công lao động địa phương đến làm việc với mức lương từ 6 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Đi làm cũng quanh năm, còn thu nhập thì tháng thì không được, chứ cũng tháng tầm 6 triệu. Cùng Tết năm nó cũng thu nhập cũng ổn định, là cũng làm cũng cuối năm thì mùa thuần thì làm cũng công việc thì cũng khá hơn mấy năm. Tháng Tết này thì cũng là ăn Tết cũng vui vẻ. Còn đây là trang trại nuôi nấm mèo rộng hàng nghìn mét vuông của gia đình anh Đặng Văn Năm, ngụ cùng ấp. Anh là một trong những hộ gắn bó lâu năm với nghề nuôi trồng nấm và có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào phát triển mô hình nấm tại địa phương. Hiện nấm mèo của gia đình anh đang bắt đầu bung tai rất đều và đẹp mắt. Anh đã áp dụng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và kỹ thuật hiện đại vào chăm sóc cho nấm mọc dài đều để có thể cho thu hoạch lần lượt vào dịp trước, trong và sau Tết. Giờ nấm Tết năm nay thì thời tiết thì cũng ổn định. Thì cái nấm Tết năm nay thì thấy cũng có tăng giọt hơn mấy năm trước. Thì cũng xin cầu mong sao cho thời tiết thuận lợi thì mình làm ăn nó khấm khá hơn. Thì ăn Tết nó vui vẻ hơn. Năng suất thì như cái vàng nấm này thì tức nó phải tầm 4 năm tạ. Còn mùa này chứ còn mùa trước thì nó không có. Bị cái mùa này nó như là thuận trời á. Là có nghĩa là cái nấm này nó cũng đẹp. Nghề nuôi trồng nấm tại ấp Bầu Cối được hình thành từ năm 2000 và duy trì cho đến nay đã 23 năm. Đầu năm 2019, làng nấm ấp Bầu Cối chính thức được công nhận là làng nghề với tên gọi làng nghề nuôi trồng nấm Bầu Cối. Hiện có 130 hộ làm nghề nuôi trồng nấm, trong đó tỷ lệ trồng nấm mèo chiếm tới 90%. Đặc biệt mùa nấm Tết năm nay, thời tiết thuận lợi, phù hợp cho cây nấm phát triển, giá cả đang ổn định ở mức cao nên bà con nông dân rất phấn khởi, trông đợi vào mùa bội thu sắp đến gần.